Xin chào các ông nhá. Đây là một cái video cực kỳ quan trọng nếu như các ông định mua quà tặng người yêu vào ngày 8 tháng 3 nhá. Còn nếu như các bạn nữ nào mà định mua nước hoa tự thưởng cho bản thân nếu như không có người yêu ấy, thì đây cũng là những cái tên mà các bạn cần lưu ý. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 mùi hương mà các bạn không nên dùng khi các bạn chưa đủ 30 tuổi. Tóm lại là nếu mà đang trẻ, khỏe, thích những cái mùi hương năng động thì đây là những cái mùi hương mà các bạn nên thử trước khi mua để xem nó có phù hợp hay không. Và tất nhiên đây đều là cái ý kiến quan điểm cá nhân của mình thôi, có thể đúng có thể sai, và tất cả nước hoa nó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Là có những chai nước hoa nào mà hiện tại rất nhiều chị em thích hay là bạn nào thích thì cũng xin phép gạch đá nhẹ thôi. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là những cái tên nào nhá. Cái tên đầu tiên mà mình muốn nói tới ở đây đó chính là một cái sản phẩm của nhà Rosa, đó chính là Rosa Aham. Đây mình sẽ để hình ở đây tại vì thực ra mình cũng không có chai nước hoa đấy, vì không thích thì cũng không cần thiết là mua làm gì cả. Đây mình sẽ để hình ở đây nhá, các bạn nhìn đấy. Đấy, đúng chai nước hoa này. Thì chai nước hoa này nó có rất là nhiều điều mà các bạn cần biết trước khi mua. Thứ nhất đó là giá của nó thì đắt vô cùng, nhưng các bạn sẽ nhận lại được cái thiết kế rất là đẹp, một cái nắp đá. Nếu như bạn nào mà đã từng có một vài chai của những cái dòng cao cấp của nhà Rosa ấy, thì họ có những cái nắp đá và nắp cá càng đẹp, càng gọi là màu tím trùng, màu trắng trùng thì nó càng đắt. Và chai này thì hiện trường nó rơi vào tầm hơn 10 triệu. Vậy thì mùi hương các bạn sẽ nhận được là gì? Đó là một cái combo hoa cùng với bột và phấn. Mùi rất là nồng nàn, rất được blend, rất là mượt mà. Nhưng nó thực sự hơi khó dùng. Nó khó dùng vì sao? Tại vì ông Rosa Dope là người sáng tạo ra cái mùi hương này. Thì ông ấy nói rằng là ông ấy định hướng cái phân khúc khách hàng mà ông hướng tới, đó là những người rất là giàu có. Thứ hai là dành cho tầng lớp kiểu thượng lưu, sang chảnh, kiểu biết chơi mùi. Chính vì thế nên em nó sẽ rất là khó dùng. Mình đã có một chai Rosa Elysium rồi mà trước đây mình đã review, nhưng thực sự với các bạn rằng là mình không có quá nhiều dịp để sử dụng em nó. Và Rosa Aham này cũng là một lựa chọn như vậy. Cái thứ hai là tông mùi của nó rất rất già. Mình nghĩ rằng là đây như kiểu là những cái cô kiểu tầm 30, 35 tuổi, xong rồi lúc nào cũng chơi đồ hiệu, lúc nào cũng rất là sặc sỡ, rất là lộng lẫy. Và em nó ấy, thì nó có một cái nốt hương rất đặc biệt, đó là hoa hoàng lan. Thì đây mình chia sẻ thêm một câu chuyện cho các bạn, đó là ông Rosa Dope thì rất thích hoa hoàng lan, tại vì cái nốt hương này là cái nốt hương gắn liền với cái tuổi thơ của ông ấy, nên là gần như những cái chai nước hoa cao cấp của nhà Rosa thì ông đều rất thích sử dụng cái nốt hương này. Và mình mỗi lần mình ngửi qua những cái chai nước hoa mình đã có nốt hương hoàng lan ấy, thì mình cảm giác là nốt hương hoàng lan nó không bao giờ trẻ cả. Nên là vì thế nếu như bạn đang tìm một cái mùi hương gọi là sang chảnh một tí tự thưởng cho bản thân mà đã bạn định mua chai nước hoa này, chỉ đơn giản là quan tâm đến mùi thì mình nghĩ là bạn nên thử trước khi mua. Chai này ở mua Việt Nam cũng hơi khó, nhưng mà làm ơn hãy thử trước khi mua, tại vì mình không muốn các bạn xịt xong các bạn ra các bạn thành một bà cô đâu. Mùi hương số 2 đến từ một cái thương hiệu quen thuộc hơn, đó chính là Chanel. Mùi hương mình muốn nói tới đó chính là Chanel Number 5, một chai nước hoa đã quá là nổi tiếng. Nhắc tới Chanel thì nam chúng ta có Blue de Chanel, nữ thì có Chanel Number 5, nổi tiếng vãi sườn. Phải nói rằng là từ những năm 19 bao nhiêu khi mà em là ra mắt ấy, ngày đầu tiên ấy, nó đã tạo thành một cú hit rồi. Và gần như rằng là khi mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau nhảy thì mỗi một giây trôi qua thì có một chai nước hoa được bán ra. Đấy là theo như mình đọc là như vậy. Và em này thì là một cái combo giữa Under 2 và hoa. Và phải nói rằng là mùi nó hơi giống những cái mùi sữa tắm ngày xưa vậy. Sữa tắm mà có hoa ấy, ngày xưa. Và mỗi khi mà mình ngửi cái mùi hương này ấy, thì mình nhớ tới cái hình ảnh mẹ mình hay là các cô, các bác tầm tuổi đấy, đến những ngày Tết ấy, mặc những bộ áo dài rất là lộng lẫy, đeo vài cái hột xoàn, xong rồi tay xách một chiếc túi, tóc làm xoăn cắt ngắn lên đây, đi lễ ngày Tết hay là kiểu đi đám cưới một ai đó trong họ vậy, kiểu như vậy. Ui, thề luôn, lúc ấy mình chỉ muốn kiểu chào chào bác, chào chào cô. Mỗi lần mình ngửi đến cái mùi hương đấy, mình cảm thấy kiểu tại sao lại có thể già đến như vậy. Mà tại vì mình nhìn là có những người rất là trẻ nhưng mà lại sử dụng cái mùi hương đấy, thì thực sự là nó không hề phù hợp một chút nào, và nó già hơn tuổi rất rất nhiều. Mình biết là các bạn nữ thì không ai thích già hơn cả,
các bạn thích một cái vai nó sang chảnh, nó quyền lực, nó kiểu lady một tí. Nhưng mà làm ơn, nếu như định mua Chanel No. 5 thì đây là một cái mùi hương rất già, mình nghĩ là tầm 40-50. Tại vì mình cũng hay đi comment đến những bạn nào mua quà tặng mẹ thì nên mua Chanel hoa đấy. Còn nếu như là bạn tầm 2x thì tốt nhất là bạn không nên mua mùi hương này. Nói thêm về Chanel thì ở trong cái line này nó có một cái mùi, nếu như bạn định mua tặng mẹ nhá, hoặc là bạn khoảng tầm 30-40 thì có một cái mùi rất là ngon ở trong cái line này, đó là Chanel Coco Noir màu đen ấy. Đấy, mình để hình ở đây. Thì chai này là một cái chai rất là ngon. Còn ngoài ra thì em Mademoiselle này, hay kể cả Gabriel, cái thứ Le Au, cái thứ tốt nhất là không nên mua. Tại vì em này đã có review rồi. Đây là một cái quý cô mà nó ở trong cái phim chị Mỹ Tâm đóng, đó là chị trợ lý của anh à. Đấy, thì sẽ phù hợp với cái phong cách này, kiểu độc lập, cá tính, già, kiểu ngoài 30 ấy. Còn nếu như bạn tầm 20, 2x mà các bạn xịt mùi hương này thì cũng không nên. Cái mùi duy nhất mà các bạn xịt nếu như các bạn muốn một cái chai nước hoa có thương hiệu nổi tiếng Chanel thì đó chính là Chanel Trend thôi. Đó, và mùi của Chanel thì lúc nào cũng bám tỏa rất là khủng, đặc biệt là mùi của nữ. Cái tên số 3 mình muốn nói tới đó chính là Burberry London For Her. Chúng ta biết rằng là London của nam, của nhà Burberry thì nó là một cái mùi hương rất là nam tính, rất là trưởng thành, trững chạc, và nó có một cái nét gì đó hơi cổ điển. Em này cũng như vậy. Và bạn nhớ này là nó có nét cổ điển và trưởng thành. Khi mà mình xịt cái mùi hương này thì mình nhận mới đầu thì mình cảm thấy ok, nó có thể hơi nhiều hoa, hơi nhiều gọi là xịt trước một tí. Nhưng khoảng tầm 15 đến 20 phút thì nó là một cái mùi rất dày phấn. Nó như kiểu là mình đang ngã vào cả một cái vườn hoa, và mình cái mũi của mình vô tình ập vào một cái bông hoa mà cái nhụy nó to như cái bông hoa hướng dương vậy. What? Đấy, kiểu như vậy, và mình mãi không thể nào thoát được. Một cái cảm giác nó rất là ngột ngạt, nó rất là khó chịu. Và nếu như mà mình mà ngửi, kiểu người yêu mình mà xịt cái mùi hương này mà mình kiểu may mình rút vào, mình kiểu ngửi ở cổ ấy, thì mình đảm bảo là không thể nào quá 5 giây. Và cái mùi hương này thì mình có cảm giác là nó dành cho một cái típ người phụ nữ kiểu hơi kiểu cổ điển. Cũng không phải là quá là nhiều tiền, quá là sang trọng, mà nó chỉ đơn giản là một cái mùi hương nó có thể nói rằng là em này với mình nó đã lỗi thời. Đấy, so với những cái lựa chọn cùng phân khúc thì em này nó không còn quá là ngon nữa. Có thể vào cái thời điểm ra mắt nó khoảng tầm 2006 thì phải. Thì mùi hương này nó sẽ được khoảng tầm 2 đến 3 năm sau khi ra mắt. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ nó không có tính hiện đại, hay là nó mang cái nét cổ điển là trưởng thành quá là nhiều. Và mùi hương nó cũng không quá đặc sắc. Là nếu như em mua em này thì mình nghĩ rằng là các bạn ngoài 30 mà cũng chỉ kiểu phong cách kiểu đơn giản thôi thì có thể mua. Còn với mình thì no, bám tỏa rất là kinh khủng nữa. Xịt trên tay kiểu hơn ngày, tôi rất mạnh dạn để xịt những cái mùi nữ này để có thể làm review. Vì thế đừng tiếc cho tôi một like nhá. Mùi hương ở vị trí số 4 đó chính là Elizabeth Arden Red Door. Đây các bạn, khi mà mình post chai nước hoa này lên một cái nhóm chai nước hoa thì mình có nhận được một cái phản hồi là các chị em thích mùi này lắm. Thật á? Thề luôn. Khi mà mình ngửi cái mùi hương này ấy, thì cái cảm nhận đầu tiên đó là cái sự hơi rẻ tiền. Khi mà mình ngửi thì mình có cảm giác là nó liên tưởng tới những cái sảnh khách sạn 3 đến 4 sao ở một cái khu rất nhiều khách sạn du lịch. Đấy, kiểu như vậy. Hoặc là vào một cái nhà sách khi mà họ vừa mới vệ sinh xong vậy. Hoặc là các bạn chỉ cần đến những cái quán cà phê như kiểu cậu mà vào khu vệ vực kiểu phòng kho, phòng vệ sinh ấy. Cái mùi này nó rất là giống một cái mùi nước kiểu xịt phòng, kiểu đơn giản như vậy. Chỉ là nó không phải là những cái loại xịt phòng rẻ tiền, mà nó là những cái lọ mà để ở trong một cái hũ ấy, xong rồi để ở một cái góc nào đấy. Cái mùi hương này nó rất là giống mà mình kiểu trong khi mình nghe cái phản hồi như vậy, mình rất là tò mò, mình không biết là liệu mình cho cái tên này vào thì mình có liệu bị ăn gạch nhiều không. Nhưng với quan điểm cá nhân của mình ấy, em này nó đơn thuần là một cái mùi giống kiểu nước khử mùi, có hoa, có phấn, các thứ xả hết, và mùi thực sự là nó hơi rẻ tiền. Và khi mà mình đọc ở trên những cái nhóm nước hoa ở nước ngoài ấy, thì họ cũng nói rằng là đây là một cái mùi hương nó không quá đặc biệt, nó cũng
kiểu rất là dễ gặp ở rất nhiều nơi và nó có cái xu hướng là già dặn. Nên là vì thế nếu như bạn định mua trên nước hoa này thì làm ơn hãy thử, hoặc là nếu như bạn đã dùng rồi thì hãy cứ ném gạch mặt mình bình luận phía dưới nhá. Mùi hương cuối cùng mà mình muốn các bạn thử trước khi mua đó chính là Jason Midnight Rose của nhà Lancôme đây. Một cái thiết kế có thể rằng là với cái màu tím này thì chắc là khoảng tầm mấy năm trước thì nó ổn, nhưng mà với bây giờ mình có cảm giác nhìn nó cứ hơi hơi giống nước hoa chợ ấy. Cái chai này thì mình cũng đã có một cái chai cách đây khoảng tầm 4 đến 5 năm rồi và mình cũng đi tặng. Nhưng mà thực sự là cái mùi hương này nếu như các bạn xịt không khéo một tí thôi thì nó sẽ hơi choáng váng. Và với cá nhân mình thì đây là cái mùi có thể nói rằng là trẻ nhất, có thể gọi là đầu ba trong tất cả những cái chai nước hoa mình vừa recommend. Nếu mà các bạn ngửi vòi, các bạn ngửi thấy mùi của quả mâm xôi, mùi ngọt của quả mâm xôi nhưng mà cùng thêm một cái nét hơi chua ở đằng sau, nó sẽ hơi giống kiểu sữa chua mâm xôi, sữa chua kiểu Việt quất ấy, kiểu như vậy. Chỉ là nó không có cái nét creamy như sữa chua thôi. Ở đây thì khi mà xịt ra là mùi y hệt như thế. Và sau thì nó sẽ lên hoa hoét các thứ. Nhưng mà mùi hương này, cái top nốt thì mình khi mà mình xịt ra mình có thể ok được. Nhưng mà khi mà dry down nó lên một cái mùi dày xong rồi ngọt ngọt thấy mẹ luôn. Mình kiểu khi mình xịt cái mùi hương này ấy, hay là mình ngửi cái mùi hương này ở một cái bà chị ngày xưa bà cùng làm cùng cơ quan mình, thì bà xịt mùi hương này và thực ra thì bà cũng tầm bốn mấy rồi, và mình hỏi này chị xịt Jason Midnight cái chai có cái nơ bông hoa màu tím đúng không, bà sao mày biết, thế chị xịt bao nhiêu phát đấy, chị xịt có 8 phát đấy. Ui mẹ, thế luôn, bà ngồi trong phòng đánh máy mà ở ngoài cái phòng họp của bọn mình vẫn ngửi thấy cái mùi hương này. Và cảm giác ấy, cái mùi hương này là mùi dành cho những cái bà chị nào, những cái bà cô, chính xác là những bà cô kiểu bốn đầu đít bốn đầu năm mà bắt đầu kiểu vẫn đang rất là xì tin, rất là phong độ, kiểu bắt đầu đi chơi thưởng ngoạn kiểu hồi xuân ấy, mà hồi một phát là hồi về 2x luôn, thì sẽ xịt cái mùi hương này. Thế nên là em mày ấy, thì mình khuyên các bạn là nên thử trước khi mua, trước khi các bạn bị tiểu đường vì cái mùi rất là ngọt ban đầu. Dry down nó cũng rất là ngọt. Cái thứ hai là nó thực sự nó không mang tới một cái độ trẻ trung mà nó kiểu khiến mình bị nửa vời ấy. Nên là nếu như ai có chai nước hoa này thì làm ơn bình luận ở phía dưới ấy, để có thể mình hy vọng là cảm nhận của mình sai. Nhưng mà đây là những cái mùi mình rất dị ứng mỗi khi mà mình ngửi đây đó, sữa chua Việt quất. À có một cái điều chung nữa mà mình nhận thấy là cả bốn chai nước hoa ở đây thì đều bám tỏa rất là kinh khủng. Và có lẽ rằng là mình là một thằng không thích những chai bám tỏa kinh khủng, và mỗi lần ngửi chai bám tỏa kinh khủng mà mùi đậm nồng nữa thì mình cảm giác auto nó già luôn đấy sao ấy. Và vừa rồi đó là năm cái tên mà mình nghĩ rằng là các bạn nữ nào tầm dưới 30 thì các bạn không nên mua, hoặc là các bạn nên thử trước khi mua đó, thử trước khi mua đi cho nó chắc, không lại ông bảo là gạch đá lại bảo là anh còn chê. Nhưng mà thực sự với cá nhân mình, mỗi khi mình ngửi cái mùi hương này thì mình kiểu chỉ cần nhắm mắt mình ngửi thôi là mình có thể đoán được độ tuổi khoảng như thế nào đó. Và rất mong các bạn chia sẻ về của cảm nhận của bạn về những cái mùi hương này, các bạn đã sử dụng qua hay chưa, hay là các bạn đã từng ngửi thấy ở đâu, cảm giác của các bạn như thế nào, thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới và đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.